vị tướng gốc Việt được vinh danh người Mỹ xuất sắc. Từ một cậu bé Việt trải qua những năm tháng chiến tranh đau thương, theo gia đình tị nạn đến Mỹ để bảo toàn mạng sống, ông Lương Xuân Việt đã gia nhập quân đội Hoa Kỳ để trả ơn và vươn lên đạt được nhiều thành tích vẻ vang, trở thành tướng gốc Việt đầu tiên trong quân đội Mỹ. Dù đã về hưu sau 34 năm phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, nhưng Thiếu tướng Lương Xuân Việt vẫn không nghỉ ngơi mà miệt mài đi truyền lửa cho lớp trẻ, đặc biệt là giới trẻ trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Tháng 11 năm 2021, ông đã được Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ vinh danh là người Mỹ xuất sắc vì nhiều đóng góp của mình cho nước Mỹ. Giám đốc của Sở, bà Ujado, đã trao cho tướng hồi hưu Lương Xuân Việt tấm bằng công nhận ông là người Mỹ xuất sắc tại trụ sở của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ ở tiểu bang Maryland. Danh hiệu này được khởi xướng từ năm 2006 nhằm vinh danh công dân Hoa Kỳ có những thành tựu hay đóng góp tiêu biểu cho đất nước trong nhiều lĩnh vực. Những người được trao giải phải thể hiện vai trò lãnh đạo và thành tựu to lớn trong ít nhất một trong số lĩnh vực chuyên ngành kinh doanh, văn hóa, nghệ thuật, phục vụ cộng đồng và tham gia hoạt động dân sự, công việc chính phủ, phục vụ trong quân đội hoặc khắc phục khó khăn. Họ cũng phải là những công dân có trách nhiệm và tâm huyết với nước Mỹ, cũng như với các giá trị chung đưa người dân Mỹ đoàn kết với nhau. Trên trang Facebook cá nhân, Thiếu tướng Lương Xuân Việt bày tỏ niềm vinh hạnh khi được Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ ghi nhận. Ông nói, tôi giải ngũ sau 34 năm phục vụ trong quân đội. Khoảng thời gian ấy không mấy dễ dàng, nhưng tôi nhất định vẫn chọn phục vụ trong quân đội nếu có dịp lần nữa. Theo trang web của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, giải thưởng năm 2021 được trao cho 8 người, trong đó có 3 người gốc Việt, là Thiếu tướng hồi hưu Lương Xuân Việt, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc tổ chức PPSOS và bà Sandy Hoa Đặng, chủ hãng cố vấn Condorway Consulting. Quá khứ chạy loạn kinh hoàng. Thiếu tướng Lương Xuân Việt là con của cựu thiếu tá Sư đoàn Thủy quân Lục chiến Quân lực Việt Nam Cộng hòa Lương Xuân Đương và là con trai duy nhất trong gia đình có 7 chị em gái. Sinh năm 1965, trong giai đoạn khốc liệt của chiến tranh Việt Nam, cậu bé Việt từng là nạn nhân của chiến tranh và gia đình cậu đã buộc phải rời khỏi quê hương để bảo toàn mạng sống. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, cha cậu đã họp gia đình khẩn cấp và nói rằng họ cần phải rời khỏi đây. Các chị gái của Việt nói, chúng ta hãy cùng ở lại cho đến khi cả gia đình tìm được lối thoát. Tuy nhiên, ông Đương lo lắng họ sẽ không thể trốn thoát cùng nhau. Ông đề nghị Việt, cậu con trai duy nhất và một chị gái của cậu đi trước, vì nếu chính người trốn đi thì sẽ rất khó khăn. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của một người phóng viên Mỹ, bạn của ông Đương, cả gia đình đã tìm được cách để rời đi. Và một ngày mùa xuân năm 1975, cậu bé Việt cùng gia đình chen chúc nhau trên đường nhựa nóng nực. Cậu run rẩy khi bom rơi gần đám đông người Việt đang tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất để trốn khỏi cuộc chiến tranh tàn phá đất nước mình. Khi chứng kiến cảnh tượng này, các chị em Việt run lên bần bật vì sợ hãi. Cha của họ đã cố gắng an ủi 7 đứa con khi chúng nằm phẳng trên mặt đường nhựa để tránh bom. Đừng sợ, các con sẽ ổn thôi. Sau đó, ông đã lấy thân mình để che chắn cho Việt và trấn an các con. Các con đang bỏ lỡ một khoảnh khắc hoành tráng trong lịch sử phải không? Các con cần phải xem chuyện gì đang xảy ra. Ông nói, trong khi xung quanh bom đạn vẫn rơi, nhiều người bị trúng đạn hoặc kêu khóc. Những lời của cha làm Việt yên tâm, nhưng chỉ trong giây lát, lực lượng Bắc Việt đã tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào sân bay. Súng cối và pháo nổ ầm ầm ngay bên ngoài nhà ga. Cậu bé có thể nghe thấy tiếng máy bay bay vòng quanh và ném bom trên đường băng. Giữa tiếng la hét đau đớn và kinh hoàng của người dân bị trúng đạn, Việt sốt sắng nhẩm kinh thánh cầu nguyện và họ đã vượt qua được ngày hôm đó. Sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, gia đình cậu và hơn 50 người khác được đưa lên trực thăng CH-53 bay ra ngoài khơi. Bên dưới là những làn đạn bắn theo. Sau 30 phút cất cánh, cuối cùng họ đáp xuống một tàu sân bay Mỹ. Lúc này, cậu bé Lương Xuân Việt đã mất phương hướng. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đó cho đến tận ngày nay. Bởi vì ngay khi chúng tôi hạ cánh, tôi nhìn cha và hỏi, cha ơi, chúng ta đang ở đâu thế? Cha đã nói với tôi rằng, chúng ta đang ở trên tàu sân bay USS Hancock của Mỹ. Tôi lại hỏi, vâng, điều đó có nghĩa là gì ạ? Lúc này cha nhìn tôi ân cần nói, điều đó có nghĩa là không có gì trên thế giới này có thể làm hại con được nữa. Vào khoảnh khắc đó, Lương Xuân Việt quyết tâm một ngày nào đó anh phải gia nhập quân đội Mỹ để trả ơn sự cưu mang này. Tuy
Tuy nhiên, vài thành viên khác trong gia đình đã không may mắn như vậy, bị bỏ lại phía sau là hai người chú, mỗi người phải ngồi tù gần chục năm trước khi sang Mỹ. Sau khi tàu cập bến, Việt và gia đình đã trải qua nhiều tuần trong trại tị nạn ở Philippines và đảo Guam trước khi đến khu dân cư Fort Chaffer, tiểu bang Arkansas. Cuối cùng, họ chuyển đến California. Khi đến Mỹ, cậu bé Lương Xuân Việt chưa đầy 10 tuổi. Dù đã trốn chạy khỏi nơi bom đạn, nhưng biến cố đau thương đó đã để lại một vết sẹo tinh thần lớn trong cậu. Đồng thời, đó là nhân tố chính cho những lựa chọn quan trọng của cậu trong tương lai. Thực hiện nguyện vọng lúc còn bé. Tại đất nước đã cưu mang mình, Việt theo học cử nhân sinh học và cao học khoa học quân sự tại Đại học Nam California, USC, đồng thời gia nhập quân đoàn huấn luyện sĩ quan dự bị. Giữ đúng lời hứa sẽ gia nhập quân đội khi cả gia đình trên tàu sân bay rời khỏi quê hương. Sau khi tốt nghiệp năm 1987, ông chính thức phục vụ trong quân đội với cấp bậc thiếu úy bộ binh đóng tại Colorado. Từ khởi đầu này, ông lần lượt giữ chức vụ trung đội trưởng rồi đại đội phó. 6 năm tiếp theo, ông được chuyển đến Fort Bragg, bang North Carolina, phục vụ trung đoàn 325 không kỵ. Lữ đoàn 82 nhảy dù thuộc sư đoàn 2 với chức vụ phụ tá chỉ huy trưởng hành quân của sư đoàn, sau là đại đội trưởng đại đội Alpha. Ông Việt kể lại, vào ngày được điều chuyển, cha tôi đã nói một câu nửa đùa nửa thật rằng, ông rất thất vọng vì tôi đã không trở thành lính thủy đánh bộ như ông. Nhưng ông ấy nói, trở thành một anh chàng trên không thì cũng được thôi. Một thời gian sau, ông Lương Xuân Việt tiếp tục được chuyển sang sư đoàn 101 biệt kích dù, lần lượt giữ các chức vụ đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng và lữ đoàn trưởng. Những năm sau đó, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Lương Xuân Việt đã lần lượt giữ chức vụ quan trọng trong quân đội, trở thành tiền lệ chưa từng có của người Mỹ gốc Việt. Vào thời điểm đó, ông cho biết, ông cảm thấy cần phải vượt trội hơn những người đồng nghiệp da trắng của mình để được công nhận bình đẳng. Trải qua thời gian chiến đấu tại chiến trường Iraq với cấp bậc trung tá và chiến đấu tại chiến trường Afghanistan với cấp đại tá, năm 2014, ông được Chính phủ và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thăng cấp bậc chuẩn tướng lục quân Hoa Kỳ, trở thành tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên trong quân lực Hoa Kỳ. Tháng 5 năm 2017, ông Lương Xuân Việt được Tổng thống Donald Trump đề cử thăng cấp thiếu tướng, làm phó tư lệnh quân đoàn 8 đóng tại Nam Hàn. Kể từ khi lên cấp thiếu tướng, ông cho biết đã nhận được email từ những người lính gốc Việt nói rằng ông đã truyền cảm hứng cho họ gia nhập quân đội. Ông cho biết, khi ông bắt đầu sự nghiệp quân đội vào cuối những năm 80, trong hàng ngũ có rất ít lãnh đạo gốc Á. Vào thời điểm đó, ông là tiểu đoàn trưởng gốc Á duy nhất của sư đoàn dù 82. Ông đã dành thời gian hướng dẫn các sĩ quan bộ binh và nữ sĩ quan. Nhân viên văn phòng của ông có nguồn gốc đa dạng, từ người da trắng đến người Nhật và người Mỹ gốc Phi. Ngày 28 tháng 8 năm 2018, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh lục quân Mỹ tại Nhật, đóng quân tại căn cứ Camp Shama, thay cho người tiền nhiệm James McQuarrie. Với vai trò mới này, ông Lương Xuân Việt phụ trách khoảng 2.500 binh sĩ, dân thường và người thân tại 16 quân đoàn ở lục địa Nhật Bản và đảo Okinawa. Ông nói với hàng trăm người tham dự buổi lễ, các lãnh đạo và binh sĩ của quân đội Mỹ ở Nhật Bản, tôi đã sẵn sàng gia nhập gia đình của các bạn và rất vinh hạnh được chiến đấu bên các bạn. Khi đó, Đại tướng Robert Brown, tư lệnh lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nói với tướng Việt rằng ông sẽ chịu áp lực từ danh tiếng người tiền nhiệm để lại. Ông Brown nói, chỉ huy lục quân Hoa Kỳ ở Nhật Bản là một nhiệm vụ vĩ đại và trách nhiệm nặng nề. Ông Jim Basquiat thật sự đã làm được một việc vô cùng lớn lao khi lãnh đạo lực lượng này đi qua rất nhiều thời điểm khó khăn và ông ấy là thành viên chỉ huy lục quân Hoa Kỳ tốt nhất ở Nhật Bản mà ông Brown từng làm việc cùng. Quả đúng như vậy, đây là một vị trí khó khăn và càng khó khăn hơn khi trong thời gian ông Việt đảm nhận chức vụ này thì dịch bệnh COVID-19 ập đến. Tuy nhiên, nhờ những kinh nghiệm và sự kiên cường vốn có, ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Kết thúc cuộc đời binh nghiệp 3-4 năm. Sau 3 năm giữ chức tư lệnh lục quân Mỹ tại đất nước mặt trời mọc, vào ngày 25 tháng 6 năm 2021, ông bàn giao chức vụ cho chuẩn tướng Joe P. Vowell và nghỉ hưu sau 34 năm phục vụ. Tại buổi lễ, vị tướng gốc Việt được trao tặng nhiều danh hiệu và huân chương phục vụ xuất sắc, giấy chứng nhận nghỉ hưu, thư chúc mừng và lá cờ giải ngũ. Trong bài phát biểu xúc động, ông Lương Xuân Việt nói về những người làm nên tên tuổi và sự nghiệp của mình, đặc biệt là người cha quá cố ông Lương Xuân Nương,
một cựu chỉ huy thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa, đã mất năm 1997. Ông đã thần tượng cha mình khi chứng kiến sự bình tĩnh của cha trong 48 giờ kinh hoàng năm 1975. Tướng Lương Xuân Việt kể về cha với sự tự hào và kính trọng. Sự lãnh đạo của ông ấy thực sự đã giúp tôi trở thành người lãnh đạo như ngày hôm nay. Tôi đã dõi theo ông ấy trong suốt cuộc chiến và tôi đã chứng kiến ông ấy dẫn dắt gia đình vượt qua trải nghiệm đau thương này. Ông nói rằng câu chuyện về ngày định mệnh đó là một câu chuyện mà ông hiếm khi kể cho đến những năm gần đây. Những vết sẹo từ sự kiện đó là không thể xóa nhòa, nhưng đã giúp hình thành nên con người ông ngày hôm nay. Ông cho biết, ông biết ơn đất nước đã thu nhận gia đình ông vì đã cho ông cơ hội có một cuộc đời binh nghiệp lâu dài và cơ hội lãnh đạo các đơn vị cấp cao của quân đội. Dù nước Mỹ không hoàn hảo, song tướng Lương Xuân Việt khẳng định ông biết ơn quốc gia này và luôn giữ niềm tin rằng đó là đất nước tốt đẹp nhất trên thế giới. Nói về Việt Nam, nơi ông đã rời đi hơn 46 năm trước, viên tướng trong quân đội Mỹ bày tỏ ông không quên nguồn gốc của mình và nói rằng ông chắc chắn muốn quay lại thăm Việt Nam, đưa cả ba con đi cùng. Thiếu tướng Việt chia sẻ thêm rằng ông đã về Việt Nam một lần để tham gia một chương trình đào tạo ở Hà Nội. Vì vậy, ông đã có nhiều thời gian cho hoạt động cá nhân. Theo tìm hiểu, Thiếu tướng Lương Xuân Việt có mặt tại Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 diễn ra ở Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 8 năm 2018 với gần 30 nước tham gia. Ngoài các giải thưởng và sự công nhận của quân đội, ông còn là người nhận được giải thưởng Chủ nghĩa Mỹ năm 2010, người nhập cư vĩ đại Andrew Kanesh năm 2016, huân chương vàng và bạc mặt trời mọc năm 2021 của Hoàng gia Nhật Bản. Năm 2021, Thiếu tướng Lương Xuân Việt đã được vinh danh người Mỹ xuất sắc vì những đóng góp nổi bật của ông cho nước Mỹ. Hiện ông đã nghỉ hưu và sống những ngày vô lo nghĩ bên người vợ Kimberly Lau cùng ba người con tại Frisco, tiểu bang Texas. Dù vậy, thời gian gần đây, cựu Thiếu tướng Lương Xuân Việt vẫn có các buổi giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân nhằm truyền cảm hứng, nhiệt huyết cho giới trẻ trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Quý khán thính giả thân mến, Sài Gòn Xưa trân trọng thông báo về talk show trực tuyến đặc biệt cùng tổ chức phi lợi nhuận Father Founded do ông Brian Hertog, người Đan Mạch sáng lập. Vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2024, chúng ta sẽ kết nối trò chuyện trực tuyến cùng nhau. Hãy xem thông tin trên màn hình hoặc ấn vào đường link ngay bên dưới video này để đăng ký tham gia. Talk show lần này nhằm kết nối những người con lai muốn tìm cha mẹ, hoặc cha mẹ muốn tìm con lai thất lạc và cả những người mong muốn giúp đỡ họ. Đây là cơ hội để mọi người có thể gặp gỡ, chia sẻ câu chuyện của mình và nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Sài Gòn Xưa mong muốn tạo cơ hội để mọi người có thể gặp gỡ và chia sẻ câu chuyện của mình. Hãy tham gia cùng chúng tôi để cùng nhau xây dựng những kết nối ý nghĩa mọi người nhé!